Chiều nay ngày 10 tháng 7, đồng chí Lê Đức Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh, chủ trì hội nghị thẩm định các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đợt 3 năm 2024. Trong đợt này, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh báo cáo đề nghị hội đồng thẩm định bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cho 9 xã thuộc 4 huyện là Thiệu Hóa, Yên Định, Triệu Sơn và Nga Sơn. Tại hội nghị, 100% thành viên hội đồng thẩm định cấp tỉnh đã thống nhất bỏ phiếu đề nghị công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, các xã Yên Thái, Định Hải, Định Tăng, huyện Yên Định, Hợp Thành, Hợp Lý, Tiến Nông, huyện Triệu Sơn. Hai xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gồm xã Nga An, huyện Nga Sơn và xã Định Hưng, huyện Yên Định. Kết luận hội nghị, Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Đồng thời, biểu dương Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành trong việc đánh giá, lựa chọn các xã chuẩn bị hồ sơ để đề nghị công nhận nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn tất hồ sơ để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị công nhận các xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian tới, văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục phối hợp với các sở ngành và các địa phương tham mưu cho tỉnh tháo gỡ khắc phục các khó khăn vướng mắc, đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo hoàn thành mục tiêu chỉ tiêu đề ra.